ai hỏi về bình thôn quê tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thôn quê tôi ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng biển rộng bao la. À, chào các con, hôm nay là các con là về nhà nghỉ của chú. Chú rất cảm ơn và hôm nay là chú sẽ tặng món quà để lưu niệm cho cái ngày lễ 29. Và chúng con có gì muốn nói với nhà nghỉ hay không? Mấy ngày đây thì con cảm ơn rồi, cảm ơn con nha, chúc các con lên đường bình an, gửi lời thăm gia đình nha các con. Rồi, ba. Nắng xuân về dệt mộng đẹp quê hương, một ngàn đôi sương. Rồi, cảm ơn con. Hôm nay là con là đã đến nhà nghỉ của chú, chú cũng gửi một món quà trời ơi. Kỷ niệm ngày 29 nha. Con cảm ơn chú. Bây giờ là rất cảm ơn chú những ngày vừa qua khi bọn con đến Phan Thiết và có dịp lưu trú lại nhà mình, và chúc chú sẽ có thêm thật nhiều khách hàng đến và trải nghiệm như bọn con ạ. Vâng, rồi chú cảm ơn nha. Chú chúc con lên đường bình an và gửi lời thăm gia đình. Dạ, cảm ơn con nha. Bye bye. Bye bye, chúc con lên đường nha.